Ngon dữ lắm. Là một cái 1.300 ông nội, nhưng mà 15.600 là tính 15.000. Đây cô nhé, cô để ra ngoài rồi. Dạ rất là ngon, lấy con một phần luôn, lấy con một phần. Chị Kiều đi đâu chứ, chợ Tân Hòa ủng hộ chị Kiều nha. Rồi. Bánh lọt chị Kiều ở. Đây là đậm nhất quý vị, tại chợ có một mình chị Kiều bán thôi nha. Độc quyền quá không? Để chị bào sẵn. Đó. Rồi. Cái này là ăn thiên nhiên. Dạ. Ăn không bệnh không hoạn. Quay cái mâm cho bộ tôi quay chứ. Vậy chưa, mình tỏ cho em liền đi theo yêu cầu luôn. Vậy hả? Vậy hả? Đó. Đẹp. Trời ơi cười xuất sắc luôn. Cá linh. Dạ mắm cá linh. Cá chốt, cá sắc năm xưa. Dạ. Cá lóc đúng không? Dạ. Mắm cá lóc. Dạ. Đây là mắm cá chốt nè, mình dạ, cá chốt. Chợ dùng mình nước. Dạ. Dùng nước mình bẻ nó mới chín. Dạ. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Thiện đang có mặt ở phường 6 thành phố Cao Lãnh. Thì hôm nay Thiện sẽ dẫn mọi người tham quan một cái chợ ở đây. Chợ với đặc điểm là diện tích cũng khá là nhỏ thôi. Các cô chú thường là bán bên trong lòng chợ, tuy nhiên là cũng sẽ có bày hè ra bên ngoài nữa để tạo nên cái không khí nhộn nhịp và tấp nập ở của người dân ở đây. Thì bây giờ mời mọi người sẽ theo chân của Thiện để mình khám phá chợ Tân Việt Hoài. Hiện tại là 7:30 nhưng mà không khí của chợ cực kỳ tấp nập luôn. Đây là người ta bày ở phía trước luôn nè, ở ngoài đường luôn. Đây là khu vực bán đồ rẫy, có cả trái cây luôn. Thì bây giờ mình lại sẽ hát sơ ri. Dạ, cho con quay xíu nha. Dạ. Dạ, cô bán, con thấy quá trời bánh luôn. Dạ, dạ con mượn xíu nha. Kinh của con là tên gì? Dạ con là Thiện Nguyễn hả cô? Dạ, có gì cô lên theo dõi ủng hộ con nha. Dạ, giờ cô bán gì đây? Cô bán này. Cái này là cô bán gì ta? Bún chai. Dạ. Bún chai. Dạ, thì trong đây là mình có cái gì vậy cô? Trong đó nó có bì, nó trong bì chai. Bì chai, dạ. Chả giò, củ sắn nè phải không? Dạ, củ sắn. Dạ rồi, cô bán như cái này là cô bán một bọc là bao nhiêu? Một bọc là 10.000. Dạ. Dạ. Đây. Đó là đồ chai, đó dạ. Là cô để bán bánh đúc như này. Đó là bán như cái bánh này. Ừ, dạ, bánh đúc. Dạ. À. Ủa mình có một cái bọc hoàn chỉnh ha đây. Dạ, đây là một bọc bánh đúc, chắc cô cũng bán 10.000 một bọc phải không? Dạ. Dạ, vậy cho nó gọn được. Dạ. Ủa con ở đâu? Con bên lắp giò cô. Con lắp giò hả? Dạ. Con mới qua chợ này đầu tiên phải không? Dạ đúng rồi. Con cũng đi ngang nhưng mà con không có ghé đây. Dạ. Rồi ở đây cổ bánh, bán quá trời bánh luôn, đựng chai hết. Dạ được. Để làm để con ấy đi, rồi để nữa cô bán không có sao đâu. Dạ cô cứ làm đi cô. Để nó béo sợ con ăn không được á. Ủa là này... mà bánh đúc này làm từ bột gì cô? Từ bột gạo. Bột gạo. Người nào thích mới ăn được. À vậy hả? Tại nó béo. Dạ. Bột thì con cũng coi. Dạ. Nè cô làm cho nó đẹp đẹp một chút, cái cô để đây nè, cái con đây nè. Dạ đây. Đó. Rồi đây là một hộp hoàn chỉnh 10.000. 10.000. Dạ. Chè. Hồi hồi xong mini dữ cô. Dạ. Rồi cái gói có chút xíu này là bao nhiêu tiền? Dạ. À đây là gâu câu. Trời ơi quá trời đẹp luôn. Bánh đúc bánh. Quá trời đẹp luôn. Rồi có bánh in nữa nè.
Dạ. Dạ con quay video á cô. Dạ con đang YouTube. À cái này cô bán quần áo hả? Em quần áo đúng không cô? Quần áo. Dạ quần áo. Con thấy cái này lạ nè. Lạ đó là bị. Trời ơi sao, ủa sao bó cứng vậy? Có làm gì đâu, bán 10 ngàn. Dạ 10 ngàn luôn. Giống cô bán đồng giá hết. Giá dạ đây là bì. Còn cái này? Cái này là bột bánh canh. Bột bánh canh. Đó là 15 ngàn. À cái này là cô làm sẵn ở nhà. Ừ, cô làm sẵn ở nhà. Dạ, dạ được ký 15 ngàn. Dạ. Mà nó phải chắc cộng bánh canh, mà chắc cộng hơi bự chút nữa nó ngon hơn. Nhỏ quá là nó gấp dễ bị gớt á. Dạ con thấy là dễ bị gớt. Nếu mà lỡ người ta nấu chín quá đó. Dạ. Bán rất là đắt hàng luôn nha. Quá trời luôn, rất là ngon. Rồi. Chắc là lên rồi đó. Dạ. Dạ rồi. Thiện Nguyễn cô. Dạ, dạ con tên Thiện. Rồi. Cảm ơn cô nhiều, chúc cô bán nhanh hết cái này. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Dạ. Dạ dạ. Con có hay đi xuống chợ Mỹ Xuân đúng không? Chợ Mỹ Xuân con chưa đi. Tại cô bán theo một thứ á. À, là cô bán chợ Mỹ Xuân. Chợ Mỹ Xuân rồi chủ nhật cô qua chợ Cái Châu, không biết chợ Cái Châu không? Chợ Cây Châu. Dạ, à chủ nhật cô qua bển thứ bảy lịch cô đi Mỹ Xuân. Hôm nay là cô ở chợ. Qua một bữa, nay ngày mơi bữa nữa là mốt cô đi rồi. Dạ, giờ cô chạy xô cũng dữ đó nha. Rồi, con bác thì bán xoài nè. Xoài rau củ quá trời luôn. Quá trời luôn. Rất là đông nha, đi chợ nhỏ nhưng mà kỳ đông luôn. À, trời ơi. Rồi, cô bán rau, rồi rau tươi, khoảng trời tươi luôn. Rồi, dạ. Cô bán dưa hấu, rồi cái dưa hấu to. Rồi trái này nhiêu ký đây ta? 9 ngàn cái. 9 ngàn ký mà trái này hết nhiêu ký rồi? Trái này 2,5 ký. 2,5 ký. Rồi to nhìn ngon ghê. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Dạ. Cái gì? Hết rồi em ơi. Cái cà chua nè. Nó quay đi, quay đã luôn. Dạ, đã luôn. Đây nè. Lan, đây là khoai gì cô ha? Khoai Nhật. Khoai Lan Nhật. Dạ khoai lang Nhật. Ôi cũ quá trời. Đây cô bán khoai ngọt nữa nè. Khoai ngọt, khoai mỡ. Ê chà chứ gì. Còn quay luôn. Biết này là. Dạ. Này cô bán heo trái hay là heo ký? Dạ tại vì con thấy trái nào cũng y chang nhau ạ. Ừ. Trái nào được. Dạ trái nào được. 20 ngàn ký. Dạ. Quá trời. Ủa con thấy chợ ở đây nhỏ mà đông ghê luôn. Dạ. Dạ. Dạ củ hành. Đó củ hành đó. Đó củ hành luôn. Rồi cái này nè, củ sắn nè. Dạ củ sắn. Đây là củ sắn. Cái này đó chị. Khoai tây. Khoai tây, khoai tây. Dạ khoai tây, khoai tây, khoai tây. Ôi một buổi sáng cực kỳ tấp nập luôn mọi người ơi. Quá trời đông luôn. Quá trời quá đất đông luôn. Dạ. Con quay video. Dạ con quay cảnh chợ. Dạ. Cô đây cũng bán quá trời luôn nè. Không thiếu một cái gì luôn chứ. À. Cái bí gì mà hú hồn vậy trời. Bí sao cái bí nó to vậy? Bí Đà Lạt. Bí Đà Lạt.
À, nãy thấy chị chế biến cho chút xíu à. Rồi đây trái. Một trái này bao nhiêu ký chị? 7-8 ký. Dạ. Trời ơi. Quá trời. Đây đừng nói là ở Đà Lạt luôn nha. Mỹ thôi em. Mỹ hả? Dạ. Sao cũng gần nhiều mới nhỏ dữ vậy? Dạ. Quá trời luôn. Đây. Trứng ha. Trứng gà, trứng vịt, trứng cút. Trời ơi. Dạ con xin phép nha cô. Dạ cho con. Rồi. Ủa sao trứng này nó nhỏ xíu vậy? Gà ta con. Dạ gà ta. Chút xíu à. Dạ. Thì là trứng cút. Trứng cút này bán theo chục hay sao cô? Dạ một chục là bao nhiêu cô ha? 6.000 một chục trứng cút. Dạ. Cô đang lặt đậu que nè. Cô lặt sẵn về là mình chỉ cần chế biến thôi. Rồi đây là cô đếm vừa mắm vừa muối rồi. Dạ. Cô là mắm. Mắm cá linh. Dạ mắm cá linh. Cá chốt, cá sặc năm xưa. Dạ. Này chắc cá lóc đúng không? Dạ. Mắm cá lóc. Dạ. Món này là con cá chốt nè, mình dạ, nó lên cá rồi. Chốt. Cá chốt này nha. Dạ cá chốt. Còn bên này là cá sặc. Dạ. Rồi quá trời luôn. Dạ. Ở đây đu đủ. Cái đó đu đủ, con này là mắm ruột. Dạ. Này dưa mắm nè. Ồ quá trời. Dạ. Quay YouTube thôi. Vậy hả? Quay cái chợ mình nè, quay cái chợ mình nè. Dạ Thiện Nguyễn. Dạ. Dạ. Chưa có liền đâu. Chị bán tỏi. Bán tỏi bán hành nè. Lên Thiện Nguyễn không? Thiện Nguyễn nha. Thiện Nguyễn. Rồi cái này sao nó tròn quay. À tỏi cô đơn. Tỏi cô đơn. Mà sao giống nấm gơm vậy? Dạ. Rồi. Dạ. Ủa sao đẹp? Thiện Nguyễn. Thiện Nguyễn. Thiện Nguyễn. Dạ. Chị đưa mà tỏi cho em liền đi theo yêu cầu luôn. Vậy hả? Vậy hả? Đó. Đẹp. Trời ơi cười xuất sắc luôn. Xuất sắc. Dạ một túi này nhiêu chị? Túi này có 45 ngàn. 45 ngàn. À. Cái này là nhiêu ta? 200 gram. Nửa ký hả? Ký. Dạ, nửa ký 25 ngàn. Cái nào xấu? 45 ngàn. Cái nào xấu quá cắt bỏ nha. Dạ. Quá trời mọi người. Chợ nhỏ mà đông quá, nãy giờ thì mới đi được có một phút thôi. Con nhau cô. Dạ, đây cô bán cây giống bông đúng không cô? Dạ. À, này chắc bông vàng thọ hả? Dạ, bông vàng thọ. Còn cái này là chắc... Dạ. Cà. Dạ cà. Cà di cúc. Cà tím. À cà tím dài. Dạ. Đây cũng dạng thọ luôn. Dạ mà này nó nhỏ hơn. Nhãn thọ Pháp. Nhãn thọ Pháp. Dạ. Dạ. Còn này là bên nhãn thọ gì cô? Thường, bình thường. Dạ. Còn này là Pháp. Dạ. Ủa như có cây rau nữa. Quế. Rau quế luôn. Sao trồng bông mà có rau quế ta? Bông quế bán. Dạ. Bông chưa đủ nữa, chết queo hết rồi. Còn một hai cái là ta không có mua. Dạ. Dạ. Ở bà là gần đây không bà? Dạ. Xa. Ở đâu lận? Dạ. Bao nhiêu cây cô? À, bao nhiêu cây bà? Ba bốn cây là bà đi xe đạp hay xe máy? Xe đạp. Đi xe đạp rồi chạy hết nhiêu phút? Chạy cũng nửa tiếng đồng hồ luôn. Trời ơi, dạ cũng hơi xa đó. Dạ. Là mỗi ngày bà đều ra chợ này bán luôn hay sao bà? Lâu lâu có đi làm. Dạ. Bán làm chỗ đó ấy. À là cô bà cũng chạy xô. Dạ. Chạy xô các chợ phải không? Cái này trồng chỉ Tết thôi hả? Bán trái cây hả?
Đây là chị bán cam. Mận. Trời sâu. Ba màu luôn chị. Ba màu. Ba màu luôn. Chị bán ba màu luôn. Dạ. Ơi ổi chút nhìn cưng quá. Ổi gì chị? Ổi ruby. À trong đó gục đỏ. Dạ. Còn bên đây là chị bán mận. Nó là mận gì dạ. Rồi sau tự nhiên giờ chơi hợp cấp luôn. Còn ít chị bán luôn. Rồi, rồi chị bán thêm cái gì nữa nè ta? Bánh hương bánh cây. Quá trời bánh luôn. Trời ơi. Cho em mượn cái bánh này là bánh gì đây nè? Bánh bột đậu. Bánh bột đậu. Đậu xanh này. Phải đậu xanh không? Bánh đậu xanh. Dạ. Còn cái này? Dạ. Trời ơi. Một hộp này nhiêu chị hả? 25.000. Dạ, 25.000 thôi. Trời ơi, còn quá trời bánh luôn. Rẻ vừa túi tiền ăn em ơi. Dạ. Cái này là bánh gì? Này là bánh kẹp. Bánh kẹp. Bánh kẹp ống. Bánh kẹp ống. Này là bánh tay heo à. Còn bên này? Bánh đó, bánh hoa chèo em. Bánh hoa chèo. Dạ. Trời ơi, chị bán vừa trái cây mà vừa bánh nữa. Dạ. Nếu ai mua trái cây mà thèm bánh là quất luôn. Rồi em cảm ơn chị nhiều, chúc chị bán đắt hàng ha. Dạ. Sắp sẵn của qua. Dạ em chào chị. Dạ. Dạ em quay video thôi. Dạ em đang YouTube sẵn. Nè chị bào sẵn. Dạ. Ủa mình bào sẵn vậy rồi mình bán sao? Cái này người ta mua là người ta mượn bào giùm. À mượn bào giùm. Dạ. Nó không có thời gian, người ta mượn mình bào giùm vậy nè. Dạ. Rau. Thì rau gì vậy? À này là rau rau dền. Rau dền mà sao anh thấy cái dền này như hơi lạ ta? Cái này rau dền này cái tự. Dạ. Còn cái xíu thì loại bò dưới đám thì cơm. À. Dạ. Này rau chai hả? Ừ. Sao nó mini vậy? Mini là tại vì nó ăn nhiều đợt quá. À. Thấy hoài cắt hoài. Trời ơi, bào nấu dữ quá, nó còn có chút xíu à. Đây nè. Nó có chút xíu thôi. Trời ơi. Trời ơi, bán cũng không kịp luôn. Dạ. Còn đây chịu bán chú sứ nè. Chú sim, chú sứ nè. Sim. Dạ, chú sim. Còn bên đây là chú già. Rồi đây là bông súng. Rau nhút. Dạ em đang em quay video, em đăng YouTube à. Dạ em quay mấy chợ, cảnh chợ của mình á. Dạ. Đây chị đang vạch lá tìm sâu nè. Lá sâu, lá xấu. Dạ. Rồi. Người tóc tên gì? Dạ Thiện Nguyễn chị. Thiện Nguyễn hả? Đâu dạ. Lên ta coi. Rồi, đây. Lên hình. Thôi đừng có quay. Trời. Trời ơi. Chị đây cũng bán quá trời đồ rau cũ luôn. Quá trời luôn. Dạ. Dạ, trời giờ. Quá trời luôn nè. Trời ơi. YouTube chị ơi. Dạ. Em đang để người ta xem cảnh chợ dưới quê mình á. Là chú hồ. Đã. Rồi. Cái này là ăn thiên nhiên. Dạ. Ăn không bệnh không hoạn. Quay cái mâm cho bộ tôi quay cái gì? Cái đó cái mâm che rồi. Đây là đồ thiên nhiên, đồ thiên nhiên. Đồ thiên nhiên, cây chuối. Cây chuối bắp chuối là muốn bào, muốn sống bào. Rồi. Này ở nhà luôn hay sao chị? Nhà làm nhà. Ở nhà làm luôn. Nhà làm luôn. Ở nhà làm luôn. Trời ơi. Cái này là ăn giữ sức khỏe là con liền. Dạ. Cái gì mà thiên nhiên mà là ngon nè. À? Nè, nè không? Dạ, muốn bờ nhà luôn bờ. À. Quay phim người ta hỏi.
Còn này nắm là đi mua bán lại. Rồi, chị tưởng đâu nhà chị trồng luôn thì thôi rồi. Cái gì cũng có. Bông bí. Ăn bông bí thì bông bí gì vàng cũng mua người ta luôn. Mua luôn. Mua bán lại luôn. Rau má này sao? Rau má mua bán lại luôn. Mua bán lại luôn. Còn cái kiểu mua bán lại luôn. Kiểu mua bán lại luôn. Dạ. Đây là chị bào theo yêu cầu nè. Tại vì mình lột ra rồi mình mới bào. Dạ. Đây. Đây là hồng nước chanh nha. Trời ơi, xẹt. Nói vậy, vậy con quay mấy ham. Đó, trời nghe tiếng là em thấy hay rồi. Rồi. Rồi, trời ơi. Em cảm ơn. Theo yêu cầu không? Theo yêu cầu luôn hả? Trời ơi, bán hàng theo yêu cầu luôn. À, đây là đu đủ nè, chị cắt cho sẵn, sẵn mình bán. Rồi, đây quá trời cô, giờ cô giới thiệu giùm con mấy cái khô này đi. Cá dứa. Đây là cá dứa. Cá động. Đảo động đảnh. Rồi, đây là cá đù 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 ra. Mới lưỡi châu. Rồi, lưỡi châu, dạ. Này cá gì chị? Lưỡi châu. Cá lưỡi châu. À đây có đây, đây mới cá lưỡi châu nè. Kìa, mà mắc kiến đó kìa. Còn cá này. Có giống đó là khỏi nó nữa. Cái này cá dạ. Con. Rồi. Bên này. Cá tẩm. Cá tẩm. Dạ. Ba khía rồi con bự bự không ha. Bự 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 không. Quay ba khía luôn chứ. À còn cái này khoai môn. Trời ơi nó to hú hồn luôn nè, chân cầm cái cây. Hú hồn hú vía. Hồi củ này còn ác dữ nữa. Sao nhỏ quá nè. Đó. Bà bán gì đây? Rau cải con. Rau cải. Rau má hả? Bầu bí đồ đủ thứ hết luôn. Dạ. Dạ quá trời luôn. Họ chợ mình bán quá trời luôn. Đẹp trai luôn. Đẹp trai luôn. Dạ con cảm ơn. Bán lúc cô rồi nó vàng á. Chúc con đẹp trai luôn. Dạ con cảm ơn. Này là chắc nhãn tiêu quá. À, nó tiêu đó con ơi. Chút xíu siêu siêu. Dạ. Đấy nữa. Dạ. Rồi. Con cảm ơn bà. Dạ, cái cây giống. Dạ, con chào cô. Dạ. Sao mắc cỡ cô? Dạ, rồi cho giờ con quay cây đi. Này là cây gì vậy cô hả? Dạ bầu, tại vì nhỏ nó gần giống nhau không à. Dạ, cái này là cây đu đủ. Dạ, đu đủ. Khổ qua. Ăn rồi khổ sẽ qua. Khổ khác tới. Đúng không? Chứ khổ bao giờ hết đâu. Đâu có bao giờ hết. Rồi, đây là dừa khô, dừa già. Dạ. Rồi, con cảm ơn ba. Dạ, bán khoai lang. Khoai lang rồi khoai lọt luôn rồi cái củ khoai bự hú hồn dạ rồi em cảm ơn chị rồi ông mãn cầu na hả dạ sao trái to vậy cô rồi trái to hú hồn mà trái nó đẹp nữa này là bao nhiêu ký cô hả 35.000 một ký trời ơi nó to hú hồn luôn. Trời ơi cá. Dạ. Cá lóc. Giờ mình tới chỗ bán cá rồi. Chỗ bán cá rồi. Cái này là cá gì vậy chú hả? Dạ cá ba sa. Dạ. Trời ơi bơi tung tăng vui quá ha. Dạ. Cái là chú bán như thế nào? Là một ký một con là bao nhiêu ký nha chú? Dạ một ký 60.000 dạ. Cá rô to hú hồn trời ơi to dạ. Thơm rồi thơm càng xanh rồi quá trời thơm cá rô hồn cực kỳ to luôn dạ. Dạ sao anh? Dạ. Cá lóc. Cá lóc đi. Dạ cá lóc. Cá
đồng. Trời ơi, hú hồn, cá lóc. Cá lóc đồng này cô bán bao nhiêu một ký cô hả? Hả? Dạ, bao nhiêu một ký cá lóc đồng này cô? 120 rồi cơ. Dạ, 120. Dạ, này là lươn. Trời ơi, hú hồn. Dạ. Đây là khu vực bán tạp hóa ha. Quá trời đồ. Quá, anh chị bán tạp hóa nè. Quá trời luôn. Quá trời đồ. Quá trời đồ. Ôi. Ú hồ. Dạ anh chị. Đây là lương thực rồi, bánh gạo. Gạo sóc sa mơ. Gạo sóc. Rồi gạo thơm 14.000 một ký. Gạo 504 củ. Cho em quay cái xíu nha chị. Dạ. Rồi quá trời gạo luôn. Đây là cô bán trái cây. Dạ con chào cô. Dạ. Ủa cái này là táo gì đây cô? Dạ trái bơm. Dạ tôi cũng hay gọi là trái táo nhưng mà mình hay gọi trái bơm. Dạ vú sữa. Rồi vú sữa ngon quá. Ủa giờ là mùa vú sữa chưa cô hay là dạ giờ là nghe mùa luôn. Dạ, dạ trái quất. Dạ cái này là trái hồng nè. Dạ cái này là trái hồng. Dạ nho. Ôi ôi quá trời. Trời ơi, này cô bán chùm hay cô bán ký? Ký à? Dạ, ký bao nhiêu? Bao nhiêu một ký cô? Ký 80.000. Một ký 80.000. Còn bên này? Cầu quế 1.000. Dạ, cái này là 40.000. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, chúc cô bán đắt hàng ha. Quay khô cái nha cô. Dạ. Dạ. YouTube. YouTube 2. Dạ. Trời ơi, cô bán quá trời khô luôn nè. Trời ơi. Dịch nè, trứng cút được không cô? Quay ngoài ăn được không? Dạ, con sợ cô ngại thôi. Dạ, cô đang ăn sáng. Dạ, con sợ cô ngại nên con không dám. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Trời, cô bán quá trời cô luôn cô. Tình con nào cũng giống như con nào vậy. Dạ cái này là khô gì á cô? Khô lưỡi trâu. Khô lưỡi trâu. Khô cá đù. Này chắc cá đuối quá. Cá đuối. Dạ cá đuối. Dạ. Này là cá lóc nè. Này cá lóc nè. Bán nấm. À cô bán nấm. Rồi quá trời nấm luôn. Dạ. Cơm nè. Nấm rơm. Dạ. Rồi đây là hến nè. Hến người ta luộc xong rồi vớt ra. Rồi đây chị bán hành tỏi. Dạ. Rồi bánh tráng nè. Đây bánh tráng. Bánh tráng đây mình làm cuốn bánh tráng rồi đó. Đây là đuôi. Rồi đây là hủ tiếu sa đéc. Hủ tiếu sa đéc Bình Sơn. Dạ. Đây là của cái này là gà bánh hỏi. Bánh hỏi. Tiêu. Rồi tỏi luôn, tỏi phi luôn. Bún. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ. Thị Nguyễn chị. Thị Nguyễn không? Dạ. Hả? Đây chả lụa bao nhiêu một cái cây như thế này? Một đòn như 70. Một đòn như 70. Cái này cũng 70 luôn. Cái này là chả quế. Dạ chả quế. Trời ơi xuất sắc. Đó phải vậy đó. Quá nhiệt tình. Đây đây đây, mọc đây, quay mọc luôn đi. Dạ mọc. À nấu bún mọc rồi đó. Ừ nấu bún mọc luôn. Đó cái này là mọc để nấu bún mọc nè. Hến cái bên luôn cơ quay ha. Dạ rồi, hến rồi.
Dạ rồi. Thịt luôn. Bán thịt xay bún bọc. Trời ơi hợp lý quá ha. Trời ơi. Trời logic ghê luôn. Có nấm nâu lẩu luôn. Có nấm nâu lẩu luôn, ăn bún đồ được luôn. Dạ. Cô bán rất là hợp lý luôn. À, cô bán quần áo nè. Quần áo mà ở nhà đó không khoác được. Dao quá trời dao, kéo. Dạ. Rồi thớt. Chợ rất là đông luôn. Bây giờ là gần 8 giờ rồi nhưng mà vẫn rất là đông người đi mua. Cũng bán rau củ nè. Dạ. Rau quá trời rau. Dạ. Dạ. Chào cô. Nè đổ nước vô quậy ngay. Giá với cà dưa leo với rau. Bánh xèo, bánh cọ. Trời ơi quá trời luôn. Trời ơi đẹp. Đây, bánh cọt nước dừa. Bánh cọt nước dừa. Đây, bánh cọt tôm. Đây, này đang chiên nè. Đây này đang nấu. Rất là đẹp. Đây, bánh xong rồi lại thấy đẹp rồi. Tôm thịt. Quá trời đắt hàng luôn nha mọi người. Ở đây bán rất là nhiều đồ. Từ trái cây, rau củ tới đồ ăn sáng luôn, ăn vặt có hết. Cái bánh xanh xanh này là chị? Bánh đúc cuốn. Dạ bên trong là dừa. Đúng không? À, đậu xanh. Đây đậu xanh, đây là dừa. Rồi ngon quá. Rồi. Bánh cam nữa nè. Mì sợi. Dạ khoai mì sợi với dừa. Ừ. Dạ đây là bánh bánh bò với bánh bèo. Bánh bèo. Dạ bánh bèo. Ừ. Rồi, này là chắc đồ chay nè, này đó là mì xào chay. Mì xào chay nè. Dạ. Ừ, chắc giống như bánh kem vậy. Kem. Dạ bánh kem. Bánh kem mini. Đây tới đây là cô. Đây là cô bán không cô? À. Dạ cái này là hộp é mũ gòn. Dạ. Đây một bé cơm, đây là xong bốn đường. Một bọc như này là cô bán bao nhiêu? 5.000 đồng giá hết hả cô? À dạ. Chắc cho con lấy một cái đi. Con lấy một cái hộp é mũ gòn đi. Đây hộp é mũ gòn 5.000. Dạ 5.000. Dạ. Rồi bỏ này vô dùm con luôn. Xong bao lượng không? Dạ. Con lấy này. Rồi con lấy cái mũ gòn thôi. Dạ. Rồi con cảm ơn. Dạ con quay YouTube. Dạ cho người ta biết cảnh chợ dưới quê mình á. Dạ. Dạ đây chị. À dạ. Đây chị làm bánh gì vậy? Làm bánh quay dạ. Dạ quay dạ. Ủa nhìn như có chỗ thì gọi quay dạ có gọi là bánh xếp không chị? Ừ. Nè Nhân nè. Dạ. Mình có gì trong này ta? Củ sắn, xào, rồi cút, còn này kia vậy đó. Dạ, trứng cút. Rồi xong mình chiên. Rồi xong mình chiên lên. Dạ. Rồi wow chị ship. Mấy cái nào?
chợ mình nước. Đi dạ dùng nước mình bẻ nó mới dính dạ dùng nước chứ dạ. Không mình nó dính thôi đó thôi mình bẻ vô là nó bung ra dạ nó bung ra rồi đây là mè. Ủa chợ mình thì thường trong tuần là đông nhất ngày nào chị? Thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật. Rồi sáng nay em thấy rồi cũng đông lắm luôn á. Đông tại vì bữa nay ngày ngày tương gầm á. À nay gầm, dạ. Bữa nay ngày 14. Thấy quá trời đông luôn. Rồi em cảm ơn chị. Dạ chúc chị bán đắt hàng. Dạ rồi. Chè nè. Quá chè. Bánh tiêu nè. Rồi tính con cua luôn. Thành con cua. Rồi đây là xôi nè. Xôi đậu. Rồi bỏ bánh xa, bỏ bánh cọp để bỏ bánh cọp. Ủa bánh cọp đi. Hãy lấy chợ cô làm cho. Con làm hai cái gì? Bánh da là chuối rồi bánh bò quá trời bánh luôn rồi. Dạ chị bánh này bánh gì chị nào cho em một cái này đi cái này nè. Cái đó là đậu xanh nướng. Đậu xanh nướng cho em cái này. Cái này bao tiền chị hả? 5 ngàn một chiếc. Dạ 5 ngàn cho em 5 ngàn. Rồi. Dạ em cảm ơn. Bán mấy cái giờ vật dụng cũng là bếp luôn đó. Rồi gồm có cái muỗng với cơm nè. Cái vá, này cái giá, này cái mui. Dạ. Đó trời. Dao. Trời này giống như cái bít. Cái bít gì mini quá ha. À cái này đi. Cái này chắc đẹp là thuốc. Rồi mini quá. Okay, để đường riêng. Bánh lọt. Dạ bánh lọt. Dạ. Sáu xương xa luôn. Dạ. Hốc lũ. Dạ. Dạ. Con bọc như này là bao nhiêu tiền chứ hả? Dạ 10.000, dạ 10.000. Ừ. Có số điện thoại luôn. Thôi nè nhắn địa chỉ thôi. Dạ. Rồi quá trời bánh. Quá trời bánh lọt. Màu xanh. Rồi. Bánh lọt chị Kiều ở. Nhất vui nhỉ, tại chợ có một mình chị Kiều bán thôi. Độc quyền phải không? Độc quyền, độc quyền luôn. Rồi. Dạ. Em tin gì cho người ta không sợ, để người ta sợ sao? Trời ơi chị cột quá là điệu nghệ. Quá nhiều năm. Thấy nhiều năm mấy chục năm mới cột được vậy chứ. Bởi vậy phải mấy chục năm gì mới cột được vậy. Rồi vậy nó hay là chỗ đó đó. Dạ. Cho em bịch. Chị ơi. Em lấy cái này. Trời ơi. Dạ. Bánh tét. Bánh tét đâu cô? Đó. Rồi rồi rồi. Có luôn, có luôn. Đây coi mấy đẹp thái lắm, chỉ là coi chợ quê thích lắm. Dạ, em cũng thích đi vậy nè. Rất là thích coi luôn á, mở lên đẹp quay quay. Rồi, 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 rồi. Quay để ta biết, ví dụ ta ta chạy ghé ngang đây thấy chị rồi biết chị bán bánh lọt. Em bên lớp giờ. Em bên lớp giờ. Cũng gần nha, qua cái cầu chạy xíu à. Thiện Nguyễn. Rồi. Cô bánh tét. Cô bán bánh tét.
sao nó chút xíu vậy, con nhớ là nó to lắm mà ta. Nó lại đồng nhỏ. Dạ đồng nhỏ. 10.000 đồng 30.000. Cái này nhân gì cơ? Nhân mỡ. Nhân mỡ. À. Cái này có nào nhân chuối không? Hết rồi. Hết nhân chuối. Hết nhân chuối hết. Con chỉ thích ăn nhân chuối à chứ mỡ ngán. Dạ mỡ đồ 10.000. Dạ. Dạ đúng rồi, nay 14. Dạ, 4 ngầm. Ủa cái này là cô bán luôn hay là bán luôn nè, hết rồi nè. Cái này là xôi lá cẩm. Xôi nếp lá cẩm. Nếp lá cẩm. Dạ. Ủa cái trắng trắng này là cái gì cô? Bánh cá. Dạ. Ủa là bánh này hả? Ừ. Rồi cái này con tưởng đâu cái giống như cái dĩa quá ha. Ừ, bánh cá. Dạ, bánh tráng. Dạ. Còn cháy không nè, rồi nó mua rồi. Dạ, vài cái. Dạ, ngon, rất ngon. Rồi bắt. Dạ. Bắt nhiều lắm. Mà giờ hết rồi. Ừ, rồi. Dạ. Mâm sôi, hai cái đậu. Ủa là chị đây hả? À, chị đây. Trời ơi, cháo đậu có một ly. Ủa em cũng qua 7 giờ mấy mà bán sớm vậy trời. Ủa, sớm lắm. Vậy hả? Ủa vậy hả? Trời ơi, còn một ly cuối cùng luôn, cháo đậu. Mình ăn với nước cốt mà. À. Nước cốt. Còn vị dưới nữa nè. Dưa muối. Hả? Dưa muối, dưa muối để luôn. À. Dưa muối luôn. Trời ơi. Cháo đậu đen, ăn với nước cốt. Dạ, dưa muối. Rồi, một ly này là bao nhiêu? Ly này có 6.000 thôi. Trời ơi, 6.000 thôi. Dạ, chợ quê. Chợ quê, chợ quê bán đồ rất là rẻ, rất là rẻ. Mà rất là ngon. Rẻ rất là ngon nữa đó. Mà chất lượng nữa. Đúng rồi. Dạ, hết rồi. Rồi. Quay để người ta xem cảnh chợ dưới quê mình đó cô. Nhiều người họ thích lắm. Dạ, nhiều người họ thích xem lắm. Dạ. Đây là chợ quê nè, mình đăng lên cho người ta biết nha. Dạ. Ví dụ người ta ở Sài Gòn người người ta không có đi à thì ta ờ à, dạ. Quay cái nào cái gì hả? Dạ. Cái gì mua vậy? Dạ không, con quay lại mấy cái bánh nè. Quá trời luôn nè. Để bán sâm bổ lượng nè, hột é, mũ gòn. Dạ. Bánh bò. Bánh da lợn. Rồi. Xôi. Xôi bắp. Dạ. Rồi. Dạ bánh tằm luôn. Nó màu nâu nâu này là sao các bạn? Tằm ngọt, tằm ngọt. Tằm ngọt. Nhưng mà sao nó ra được màu nâu? Mình hút nốt. Hút nốt. Dạ, bánh tằm hút nốt. À, bên đây cũng vậy nè, bánh da lợn, bánh tằm, bánh chuối, bánh bao. Dạ, bánh bao. Dạ, YouTube chị. Dạ. Thiện Nguyễn. Thiện đó hả? Thiện Nguyễn đó hả? Dạ. Em tưởng đâu là em gặp chị rồi nữa. Dạ, giờ cô bán trái cây, cô bán ổi, mận. Quá trời luôn, gắn xoài nữa. Dạ. Cam nữa nè. Dạ. Dạ dạ. Trời ơi bán cái bưởi bốn hồn với cái bưởi ha. Cái này là bưởi gì chị ha? Da xanh. Dạ. Rồi cái bưởi to ghê. Bây giờ là bưởi da xanh là bao nhiêu một ký chị? 25.000 ký rồi. Dạ. Dạ, cam. Trời, cái đây là ở ngoài đường luôn nha mọi người. Chứ ở trong lòng chợ là nó hết rồi. Cô bán hoa nè. Cô bán hoa mà cô đi đâu mất tiêu rồi. Dạ. Bánh mì. Đậu hũ gia truyền. Hến luộc. Hến đã luộc sẵn, quét sẵn. Dạ chị. Dạ. Đậu hũ gia truyền. Đây. Chào nè. Hôm nay là ngày 14 nên là người ta ở đây rất là nhiều tương hồn. Cái bịch này là gì anh hả? Dạ. Cái này nè. Cái này là gì anh? Sườn non. À sườn non. Dạ sườn. Đồ chai non. Á. Dạ đồ chai. Dạ. Này đồ chai không? Dạ. Đây mình bán sữa ở ngoài có, ở ngoài ra anh còn bán sữa đậu nành. Dạ dạ. Quá trời luôn. À, đây là bánh nhem. Dạ đang YouTube anh. Dạ. Rồi bánh bắp. Dạ. Dạ dạ.
đây bếp than cô nướng bánh. Cô chuẩn bị dở ra nè. Ô, trời ơi. Quá ngon. Quá ngon, quá đẹp. Xuất sắc. Nhớ là đừng cho thấy cái mặt con nha con. Đó người ta dí chết à. Rồi rồi rồi, dạ dạ. Trời ơi, đẹp thơm ghê. Ừ, cô khổ dạ. Lắm đó con ơi. Nó thiệt chứ mẹ nó xạo nha. Dạ. Ủa một cái này là bao nhiêu cái cô? 12 cái. 12 cái. 15 ngàn à. 12 cái 15 ngàn. Ngon dữ lắm. Là một... Cái ngàn ba ông nội. Nhưng mà 15 ngàn 600 là tính 15 ngàn. Bớt hai trăm. Cô nhớ cô để ra ngoài rồi. Dạ rất là ngon. Lấy con một phần luôn. Lấy con phần này luôn nha. Dạ. Chính xác là phần này nha. Dạ được rồi đó. Hết dây luôn. Bóc một cái ăn thử đi. Ừ. Dạ. Bỏ bột chưa? Dạ. Hai một cái lỗ như này là cùng một giá. Dạ, một giá. Thì cô canh gần gần này đặng cho nó nổi lên là vừa đó. Dạ. Ai cô nói trong đây là có gì? Có trứng gà. Trứng bột, gà. Trứng gà bột với đường. Ừ. Rồi ăn ngon quá. Ừ. Dạ ngon thiệt. À mỗi cái như này là nó có một cái hình khác nhau. Đúng rồi, 12 dạ, cái đây. Hình khác nhau. 12 cái hình khác nhau. Ừ. Rồi ngon quá. Cái vị đó là xuất sắc luôn, nó giòn luôn á. Dạ. Con lần lấy này nha, con ăn tiếp nè. Dạ rồi, lại lại. Hoàng Bình vậy là cô bán hai dùng nó dở mặt. Lấy hết trơn mà bây giờ luôn tận trong nhà mà còn dở mặt vậy, người dân nhìn xong chắc nó. Dạ, cũng hên xui. Dạ, cũng hên xui. Cái này là mình nướng bao nhiêu phút mà mình mở ra cô? Không biết đâu con. Chứ sao cô nhắm chừng được? Nhắm chừng đó. Nhắm chừng thôi. À, nhắm chừng thôi. Mà nãy giờ con thấy chắc cũng cỡ 6-7 phút á. 5 phút. 5 phút hả? Không, cái này cô nói 6-7 phút có lý luôn, lý sao không? Cái lửa củi nó gần hết nó sắp tắt. À rồi, rồi, là tùy thuộc. Cái hồi đầu mà dạ. Lửa củi nhiều là 5 phút à. Dạ, dạ, cũng tùy vào than nữa. Dạ. Đúng rồi, nó tùy vào than nhưng mà con không thể nào làm gấp được nha. Từ giá 5 phút là chậm nhất á. Con làm gấp quá là cái bánh nó bị háp mà nó không có ngon. Dạ. Không có giống như vậy. Bán trái cây. Quá cái trái cây. Đậu nè. Quất. Quá. Hành long. Táo, táo hay là bơm này, chôm chôm. Dạ. Trời ơi vú sữa. Đây nghe mùi vú sữa đúng không chị? Đúng rồi. Trời ơi vú sữa. Vú đó sữa nhiều lắm. Vú đó sữa nhiều lắm. Vú của chị sữa nhiều lắm. Dạ. Chị được không? Có kịp nhau không? Chị chưa. Có để cắt không? Hết hồn với dàn trái cây của bà chị luôn. Đây. Bán không thiếu một trái cây gì bác chị ơi.
hôm nay là 14, 15 người ta ăn chay rất là nhiều, cho nên là trái cây, hoa kia ta cũng mua được cúng á. Rất là đông, hiện tại là hơn 8 giờ rồi, 8 giờ rưỡi rồi, nhưng người ta đi chợ rất là đông mọi người, tấp nập, không khí rất là nhộn nhịp.